thuật tự vệ khi bị tấn công vùng cổ. Khi bị tấn công vào vùng cổ, để tự vệ, bé hãy hạ thấp người, chắp hai tay trước ngực, rồi đột ngột đứng lên, đưa cao tay qua đỉnh đầu và thực hiện động tác chém vovinam ngửa tay vào vùng cổ đối phương. Đồng thời, bé chụp cổ người tấn công, lên gối bằng chân thuận vào điểm yếu, kết hợp các bước trên để thực hiện động tác hoàn chỉnh.